Nghe mùi drama ở đâu đây rồi mọi người ơi? Lại có cái gì hot rồi mọi người ơi? Mấy hôm nay nhiều bạn hay hỏi về thịt lợn xề giá trâu vậy. Thật sự mình cũng không để ý cái này, vì nhà mình toàn làm trâu bằng da bằng thịt, không phải bằng xương. Trâu sung sướng ăn no rồi lại nằm mát, chứ không phải đi kéo cầy mờ chớt bà nhá. Các bạn cứ bảo nhà mình giá cao nhưng đâu ai biết được, thì tôi bây giờ đâu có rẻ đâu. Hun khói thì bằng củi nhãn sang xịn mịn nên thịt nhà Huyền không có bị mùi khói nồng nặc đâu. Xong rồi nhá, nhà mình là nơi duy nhất làm gấp đôi công đoạn, gấp đôi thời gian và nhân công, vì đã hấp sẵn, nướng sẵn và đập dập rồi. Nhận được hàng mọi người chỉ việc xé thớ thịt ra ăn trực tiếp thôi. Ủa nhưng mà độ này lạ lắm nhá, không hiểu kiểu gì luôn. Mặc dù giá nhà Huyền cao nhưng mà khách hàng quay trở lại rất nhiều. À, hay là các bạn ăn thịt nhà Huyền bị nghiền đúng không? Cảm ơn mọi người đã cho mình cái cảm giác ảo tưởng này. Còn đây là cái lò nướng đời Tống nhà Huyền. Tuy không hiện đại nhưng mà nó là sáng chế của mình. Lúc đầu làm thịt á, có xí sớn mang vùi vào than để nướng xong mới đóng gói cho khách. Nhưng mà nướng than phải ăn luôn cơ mới ngon, chứ để nguội đến tay mọi người nó khô cứng ý. Nên cách làm này mình thấy vẫn là chân ái.